Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con trong ngày hôm nay. Dạ thì trong ngày hôm nay của con bán cái loại phi điệp hàng trồng thuần như này, rễ rất là khỏe, và cây này cây thanh lý thì 30.000 một cây, mua 10 cây thì con sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Tại vì sao nó thanh lý? Tại vì không phải cây bệnh hoặc là gì cả, mà là cây nó đang rụng lá, đến mùa rụng lá nó bắt đầu bắt buộc nó phải rụng lá và cho bông hoặc là để mầm gốc, để cây theo một cái quy trình quy luật của nó thì nó sẽ rụng lá cho bông. Đây, kích thước của cây thì nó tầm khoảng 12 đến một gang tay, 12 đến một gang tay. Cây rất là khỏe như này, to, nhiều cây to bằng ngón cái đây cô chú anh chị ạ. Và nó thì không có, nói chung là nó rất là nhiều giống ở trong đây, con không thể lựa được chính xác 100% tại vì giờ nó rụng lá rồi đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mà cần, con sẽ lựa thí dụ giống như là lựa nó khác đi một tí để cho cô chú anh chị được nhiều loại, và đắc lay eso, cây nù tăm bố, cây di linh tali, cây các cái cây hàng lai, đây những cây hàng lai như thế này đó thì 30.000 một cây, 10 cây con sẽ bao ship. Cái cây này cô chú anh chị về trồng thì chắc chắn nó sẽ rất là lợi, tại vì nó bắt đầu để mầm gốc rồi, bắt đầu để mầm gốc rồi thì cây nó sẽ, đây, nó đang để cái mầm gốc đây cô chú anh chị nè, về mình trồng mình chăm sóc thì cây nó sẽ phát triển đó. Rất là nhiều các cái mặt hoa trong phía này, giờ cô chú anh chị về chỉ việc thay chậu để chơi bông thôi. 30.000 một cốc, 10 cốc thì con sẽ bao ship. Cô chú anh chị nào cần thì có thể nhắn tin cho con để con gửi hàng ạ. Con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị. À, bên cạnh đó thì con còn một cái lô hồng cánh ngọc điểm, hồng cánh sen vì rất lá chân đây, rất lá chân, và con bán luôn cả nguyên lô là có 10 cây là giá chỉ có 500.000 thôi, bao ship. Đây, tính ra 50.000 một cây một bao ship cho cô chú anh chị đó. Vừa rồi nó có bông rồi, nó sổ rồi, hoa thì chỉ chính xác 100%. Không sai đâu được. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo con, còn đúng một lô như vậy. Rồi, con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay ạ.